Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện tiếp theo, là câu chuyện về Việt Nam Belly Dance Festival lần đầu tiên diễn ra là tại Việt Nam. Thưa quý vị, Belly Dance hay còn gọi là bộ môn múa bụng đang được nhiều người yêu mến tại Việt Nam. Belly Dance này có nguồn gốc từ Trung Đông, điểm đặc biệt là những vũ công duyên dáng nhất thường lại có cái dáng hình hơi là tròn trịa. Và dù gọi là múa bụng nhưng người vũ công vẫn phải kết hợp một cách rất là nhuần nhuyễn, hoàn toàn cơ thể của mình từ mái tóc, nét mặt cho tới chân tay lẫn thế đứng. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây một cái hình ảnh ở sau lưng chúng tôi rất là gợi cảm, mặc dù là hơi tròn trịa một chút. Vâng, với mong muốn tạo nên sân chơi chuyên nghiệp cho những ai yêu thích bộ môn Belly Dance, thì vào ngày 11 và 12 tháng 7 tới đây thì cuộc thi múa bụng Việt Nam Belly Dance Festival Competition sẽ được tổ chức. Đây là cơ hội để người tham gia được cọ sát trình độ, rèn luyện khả năng biểu diễn. Cuộc thi sẽ diễn ra tại trung tâm thương mại SS Vivo City, Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 70 thí sinh cả Việt Nam và người nước ngoài cùng tham gia tranh tài trong các tiết mục solo và nhóm với 3 bảng đấu: dưới 16 tuổi, nghiệp dư và chuyên nghiệp. Các thí sinh sẽ thể hiện khả năng dàn dựng vũ đạo cũng như là niềm say mê của mình dành cho bộ môn nghệ thuật này. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam có cuộc thi được tổ chức với 100% ban giám khảo quốc tế, được đào tạo bài bản chuyên nghiệp từ các trường đại học về nhảy múa như là Angela Kim của Hàn Quốc, Julia Tungoska Ukraine, Dayla Klara Tansikova của Cộng hòa Séc.